Đây ví dụ như là em, mình à. tức là khi mình bán hàng nhá, em đã chọn nợ 131 rồi, có là 113 nhá. Sau đó khi nào mà mình thu tiền của khách hàng, em vào ngân hàng lại chọn thu tiền này. Đó, thu tiền như này thì nó không bị tham chiếu, tức là nó không ảnh hưởng gì, tức là hai muốn xóa muốn sửa hay gì đấy là cái chứng từ bán hàng đấy là em làm độc lập với nhau, độc lập với cái chứng từ này. Nhưng mà của em thì lại đang là tham chiếu. Khi em chọn thì em chọn không phải là em chọn thu tiền mà em chọn thu tiền của khách hàng đây này. Nếu bình thường thế thì thứ nhất cái vấn đề chứng từ liên quan này là em đã thu tiền của khách hàng rồi. Trước đó là bình thường nếu mà mình thu tiền độc lập ý, em hạch toán cái chứng từ bán hàng này riêng này, em treo qua công nợ riêng này, chưa? Đây, đóng nha. Em treo qua công nợ 131 nhá. Sau đó khi nào mà em thu tiền của khách hàng, em vào ngân hàng thu tiền thôi, không chọn thu tiền của khách hàng. Thì khi mà em có sửa cái gì liên quan đến bán hàng ấy nhá, mua hoặc bán đấy, thì nó không bị liên đới, kiểu nó không bị tham chiếu sang ấy. Em hiểu chị không? Đây ví dụ như Là em, mình à. tức là khi mình bán hàng nhá, em đã chọn nợ 131 rồi, có là 113 nhá. Sau đó khi nào mà mình thu tiền của khách hàng, em vào ngân hàng lại chọn thu tiền này. Đó, thu tiền như này thì nó không bị tham chiếu, tức là nó không ảnh hưởng gì, tức là hai muốn xóa muốn sửa hay gì đấy là cái chứng từ bán hàng đấy là em làm độc lập với nhau, độc lập với cái chứng từ này. Nhưng mà của em thì lại đang là tham chiếu. Khi em chọn thì em chọn không phải là em chọn thu tiền mà em chọn thu tiền của khách hàng đây này. Dạ Chưa? đúng rồi, tại em thấy đi sai dạy vậy. Tức là cách làm kế toán thì có nhiều cách em ạ nhá. Nhưng chị đang phân tích cho em cái ưu nhược điểm của từng cái. Được cái là em vào bán hàng mà ngân hàng mà chọn thu tiền của khách hàng, cái là mình sẽ thu được từng hóa đơn luôn. Nó hiện ra cho mình cái công nợ của từng từng khách hàng luôn thì em thu dễ. Nhưng mà một cái nhược điểm là khi mà mình muốn sửa này, như cái này em muốn sửa bán hàng thì nó báo lỗi là nó đã phát sinh cái gì đấy, chứng từ thu tiền của khách hàng ấy, thì yêu cầu là muốn bỏ ghi cái này là em sẽ phải xóa cái chứng từ đấy đi, tí nữa làm lại, hiểu không? Chứng từ của ngân hàng ấy, phải xóa chứng từ ngân hàng ấy đi rồi làm lại. Đây đó, ví dụ chỗ này là thu tiền từ từ khách hàng nhá, thì đó có thu của hai phiếu hóa đơn bán hàng số 2 và số 3, em sẽ bỏ ghi xóa nó đi, bắt buộc phải xóa, bỏ ghi xóa thì mới sửa được chứng từ bán hàng kia. Mình bỏ ghi treo lâm sàng trên đó và sửa thì phần mềm nó có cho không chị? Em thử đi, nó cho thì nó là cho, mà không không thường thường như chị làm là nó sẽ không cho đâu. Ví dụ cứ treo lâm sàng đi, ok đó, nó không cho này, thấy chưa? Kiểu như trạng thái ghi sổ này cũng là tạm tạm thời, nó vẫn có trên phần mềm ấy, nó vẫn tồn tại trên phần mềm em. Thực ra thì trên visa này có những cái phân hệ mình bỏ ghi tạm thời thì nó vẫn cho sửa, có những phân hệ nó không cho sửa, như cái này nó không cho sửa này nhá, cho nên mình đành phải phải xóa nó đi. Thế trước khi xóa thì em sẽ chụp lại cho chị nhá, phiếu này này, đỡ phải lục lại chứng từ. Em có thể chụp màn hình, Trang hiểu nhỉ? Em dựa vào sao kê em làm thì Đúng rồi, tí nữa ý của chị là bây giờ mình không sửa được cái chứng từ bán hàng mà mình đang cần sửa chứng từ bán hàng đúng không? Thì có phải là em nó liên đới tham chiếu đến cái phiếu thu tiền của khách hàng này. Thì bây giờ em sẽ xóa nó đi, mà muốn xóa nó đi thì ý là của chị là em chụp màn hình cái gửi vào cho chị, tí nữa đỡ phải lục sao kê thôi mà. Hiểu không? nếu như nó đang tham chiếu này vậy em xóa vậy vậy là nó dính với cái phiếu bán hàng vậy em phải xóa nó hết luôn hả chị? Không, xóa cái chứng từ thu tiền để mình sửa cái chứng từ bán hàng thôi em ạ. Nhá. Vậy em vô phân hệ quỹ hả chị? Không, em nhấn xóa cái này nhá. Xóa. Em hiểu cái mục đích của mình đang cần sửa cái chứng từ bán hàng từ cái phần trăm thuế của em sang không chịu thuế không? Bởi vì bên mình là dịch vụ đào tạo ấy, đúng không? Còn nếu em để như thế thì tí nữa nó sẽ. Đây, bây giờ nhà là em sửa được rồi này. Đó, bây giờ nhà em nhấn bỏ ghi sửa chỗ này đi. Đấy, phát hành điện tử thì em phải sửa. Chị cũng hơi thắc mắc ở chỗ là em là phần mềm invoice đấy. Thế thì mình khi mà xuất hóa đơn thì em kiểm tra lại cái hóa đơn của em nhé, xem đã chọn thuế là không chịu thuế hay chưa, nhiều khi có sai không nhé. Đúng ra cái dịch vụ đào tạo của mình sẽ là không chịu thuế, em nên kiểm tra lại em nhá. Dạ, đây để em cập nhật cho. Còn trên phần mềm chứng từ bán hàng em làm như này là được. Tiện thể thì em có thể kiểm tra lại cho chị hóa đơn số 2 luôn. Tại vì lúc nãy chị thấy hóa đơn số 2 nó cũng cũng báo là em thu tiền luôn một cái phiếu đấy. Do là tách cái lớp con Hà Nội với Đà Nẵng nên em tách nó ra. À, hóa đơn gốc là đúng, không chịu thuế đúng không? Mình kiểm tra lại thế là đúng. Ủa em à đúng rồi do em tách bé nó Tách chạy cái trên máy 64 tự thành động. 32 triệu đúng không? Dạ, nên cái dữ liệu nó bị Rồi, thế bây cái này đóng rồi chị.
Rồi bây giờ cái này được rồi này, xử lý xong này. Bây giờ em kiểm tra nốt cho chị cái hóa đơn số 2 hình như cũng bị có bị như thế không? Hóa đơn 1, 2, 3 luôn, kiểm tra luôn có bị tách dòng không? Cái đấy do cái đầu lần đầu tiên làm. Không, cái số 3 là được rồi nhá. Yeah. Rồi cái số 2 ý là mình kiểm tra nốt cái những cái phiếu còn lại ấy. Xem có bị vướng cái kia nữa không, sửa nốt để mà thu tiền cái chỗ mà 64 triệu kia. Dịch vụ đào tạo của em thì thuế giá trị tăng sẽ không chịu thuế và sau này thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ là 10% thôi nhá. Em bỏ ghi sửa này, cái phiếu số 1 này cũng bị tách dòng mà quên đánh thuế suất này. Em bây giờ em vào một là bây giờ em vào cái ngân hàng mà lúc nãy em bỏ ghi xóa em gửi cho chị á. Cái ngày bao nhiêu tháng 10 mà thu tiền từ khách hàng ấy. Bây giờ cho em lựa chọn nhá, một là em vào ngân hàng. Hai. Đúng rồi. Em bỏ hai phiếu. Bỏ ghi hai phiếu à? Dạ, nó dính với tờ hóa đơn 11 chính với cái 20 tháng 10. Ừ. Bây giờ em làm lại, một là em có thể vào ngân hàng chọn thu tiền của khách hàng cũng được. Đấy, thì cái ưu điểm với nhược điểm thì chị đã nói với mình rồi đấy, mình lựa chọn thôi. Hai là em có thể vào ngân hàng chọn thu tiền trực tiếp thì sau này có sai sót gì thì cũng không cần phải ấy nhá. Em chọn cách nào cũng được. Thu tiền khách hàng nhưng do mình đã thu rồi nó có dữ liệu không chị? Có chứ. À em thu rồi nhưng em xóa rồi thì bây giờ thu lại thì nó vẫn còn dữ liệu nhá. Ở đây em đâu cần phải đánh số lại phải không chị? Hay không cần đâu, số chứng từ chọn này. Đánh lại số tự động. Không cần đâu. Cho nó đánh lại được không? Cho em không cần đánh lại ở đây nhá, sau này đến cuối chương trình học các chị hướng dẫn thì mình đánh lại một lượt, đánh lại tự động thôi, không cần để ý khi trong quá trình mình hạch toán, không cần để ý cái số chứng từ này nhá. Em cứ hạch toán cho đúng với số tiền cho nó đúng là được. Rồi. Tương tự phiếu kia nhá.